Rồi qua part 7, question 41 to 50, complete the letter, write one word for each page 41 to 50. Hoàn tất cái lá thư, nhớ là mỗi khoảng trống thì mình điền một từ thôi ha, từ câu 41 cho đến câu 50. Thì các bạn viết cái từ này vào trong cái tờ trả lời. Dear sir, I read your advertisement for English course newspaper. Tờ báo thì mình sẽ dùng là in the newspaper. I would, ở đây có to have some more information. Vậy I would like, I would like bằng I want ha. I would like to have some more information. Tôi muốn có thêm thông tin. How does a course cost? Thì ở đây mình là cost này là giá tiền, như vậy how much, giá tiền bao nhiêu một cái khóa học. How much does a course cost? Also, ở đây mình có tính từ long, vậy là how long is course and when does the next course start? Cái khóa học, mỗi khóa học kéo dài bao lâu ha? Và khi nào thì cái khóa học tiếp theo bắt đầu? Rồi xuống dưới ký tên là Maria Gonzalez. Thì Dear Miss Gonzalez, ở đây là cái thư phúc đáp là thưa bà Gonzalez yêu dấu, kính mến gì đó. For your letter. Thì thay vì thank you for your letter. Our next course starts in 3 weeks. Khóa học của chúng tôi sẽ bắt đầu sau 3 tuần. Ở đây mình dịch là trong thì nghĩa của dịch trong cũng được, nhưng mà chính xác của nó sẽ là sau 3 tuần nữa thì mới bắt đầu ha. Rồi ở đây có cái ngày chính xác là thứ hai, ngày 9 tháng 5. Như vậy có thể bạn dùng on Monday hoặc là from từ cũng được. On hoặc là from, câu 462 đáp án. Khóa học tiếp theo của chúng tôi sẽ bắt đầu sau 3 tuần nữa, vào ngày thứ hai 9 tháng 5. This is a 6-week course and is £150. Ở đây có chủ ngữ là is, ở đây có cái giá tiền và thiếu động từ. Is y hoặc là is cost ha. Nhớ nếu bạn dùng động từ cost thì bạn phải thêm s vô, tại chủ ngữ xuất động từ thêm s. If you prefer begin in June, nếu mà bạn thích bắt đầu vào tháng 6 hơn, we have 10-week course. Tiếp tục ở trên này nè, bạn để ý ngay chỗ cái khóa học nè, 6 tuần nè, nó có màu từ ờ, vậy khóa học đếm được phải không? Ngay chỗ này cũng y chang vậy luôn, khóa học nè, 10 tuần nè, vậy mình có thể dùng ờ là đơn giản nhất. Còn nếu bạn nào ngon nữa thì dùng được nhiều thứ chỗ này lắm. Thứ nhất là ờ, thứ hai là one, thứ ba là hour, thứ tư là the hoặc là the other cũng được hết. Cái chỗ cái này là sửa lại ha. The other, chữ A chứ không phải chữ O. Ok. Another. Another là một cái khác. Vậy ngay chỗ này mình sẽ dịch nè. Chúng tôi có một cái khóa học 10 tuần giá £200. Chúng tôi có một, chúng tôi có cái khóa học 10 tuần của chúng tôi giá £200. Chúng tôi có cái khóa học này, xác định mình dùng mạo từ the. Rồi chúng tôi có một cái khóa học 10 tuần giá £200. Và chúng tôi có một cái khóa học 10 tuần khác. Another ha, mình lấy danh từ chính dịch, tính từ bổ nghĩa này dịch cuối cùng. Khóa học 10 tuần khác mà giá £200. Rồi I hope, ở đây là I hope gì? You, I hope e the information you want. Nhiều bạn chỗ này I hope you the e, không phải, đây là động từ to be là e, cho nên ngay chỗ này mình sẽ điền vô là is e. Is là cái khóa học mà ở bên trên á, là hoặc là đây. Toàn bộ cái này chứ không phải cái khóa học bên trên, sorry. I hope is e the information you want. Tại vì bà này bà muốn hỏi thông tin ở trên thì ý thế cho mấy cái thông tin ở bên trên này nè. Toàn bộ thông tin mình trả lời is e. This e. Đây là that e. Đó là đều được hết. Rồi ok, thì đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Dear sir, I read your advertisement for English course in the newspaper. I would like to have some more information. How much does a course cost? Also, how long is it cost and when does the next course start? Yours, Maria Gonzalez. Dear Miss Gonzalez, thank you for your letter. Our next course starts in 3 weeks on Monday, 9 May. This is a 6-week course and is £150. If you prefer to begin in June, we have a 10-week course for £200. I hope it's the information you want. Your David May. Rồi, xong part 7 ha.